Mọi người thường bảo năm vừa rồi là năm anh ăn hành, và năm nay sẽ là năm anh tỏa sáng. Mình thì không biết năm nay anh có bán hành lần nữa không đây. Oda rất biết cách làm trò đó nha mọi người. Chào mừng các bạn trở lại với Top Z đây. Hôm nay tụi mình sẽ nói về anh chàng Sanji này. Chắc mọi người cũng biết, ngoài vẻ lịch lãm và hòa hoa phong nhã ra thì anh cũng ngầu không kém gì Zoro đúng không? Đôi khi chỉ cần mồi một điếu thuốc thôi cũng đủ tót lên sự ngầu rồi. Nào, hôm nay hãy cùng Top Z đây đến với Top 10 cảnh ngầu nhất của Sanji nha. 10. Cảnh Sanji cứu tất cả đồng đội khi bị Crocodile nhốt. Sự việc xảy ra khi tất cả băng mũ rơm đã bị nhốt trong cái củi được làm bằng hải lâu thạch, hay còn gọi là đá biển. Vì được làm bằng đá biển cho nên nó không thể nào phá hủy được. Khi mà cả băng đang rối tung lên, Zoro thì đang trách móc mình yếu ớt, thì ngay lúc này Sanji xuất hiện để cứu đồng đội của mình với một cú sút tung nóc nhà làm con cá sấu Banana phải về thành dưỡng sức. Đây là cảnh ngầu của chúng ta, nào cùng xem nào. Chính cảnh Sanji cứu Tashigi. Cô nàng Tashigi vừa mới được các thành viên G5 cứu cô thoát khỏi khí ga độc khi mà chúng bắt đầu tràn vào khoang A, nơi mà đồng đội của cô vẫn còn bị kẹt và cô vẫn muốn ở lại giúp đồng đội của cô tới khoang B. Vừa trải qua nguy hiểm này thì tới nguy hiểm khác khi mà phó đô đốc Verugo xuất hiện, bất ngờ tiêu diệt các thành viên G5 mà họ vẫn còn đang vui mừng, tưởng rằng Verugo sẽ giúp bọn họ. Ở cảnh này, Sanji đã xuất hiện cứu cô kịp thời khi mà Tashigi tuyệt vọng trước đối thủ mạnh như Verugo. Nào cùng xem nào. Lady ga ore wo daru da yonde iru. Cảnh Sanji cứu Violet. Ở phần arc Dressrosa này, khi mà cả băng mũ rơm vướng víu chuyện đánh đấm thì Sanji nhà ta lại được hưởng phúc cùng với tình yêu mới với Violet. Anh đã chìm đắm với tình yêu thật sự khi ở cùng với cô ấy. Cô nàng đã dùng chiêu mỹ nhân kế để lừa Sanji vào hang ổ của đồng bọn cô. Khi thấy Violet khóc, một người như anh thì không thể nào để phụ nữ rơi lệ được, nên anh đã vào hang ổ giang hồ tẩn cho một trận. Và đây là cảnh ngầu của anh. Tôi thề. Ôi. Onna o nakaseru yatsu wa kono ore ga yurusane. Diablo jump. Amuru shotto. Bảy. Cảnh Sanji hy sinh thân mình để bảo vệ lão già Zeff. Tại nhà hàng trên biển của anh và lão già Zeff đã đụng độ phải băng Don Cree. Vì muốn chiếm nhà hàng này cho bằng được nên băng hải tặc Don Cree không chừa một thủ đoạn nào. Khi Zeff bị Gin cầm súng và đe dọa Sanji, trước cảnh tượng ấy Sanji đã không thể làm được điều gì, cứ mặc cho Pearl đánh đấm tùy ý, cho đến khi anh muốn hy sinh thân mình để đền đáp công ơn của lão già Zeff. Và đây là cảnh tượng ngầu của chúng ta, cho ta thấy một người đàn ông có thể hy sinh vì những gì họ nợ ơn người khác lớn đến mức nào. だって俺だって死ぬくらいのことしねえとクソじじいに恩返しできねえんだよ。なぜ立ち上がるんだよ、サンジさん。一時でも長くここがレストランであるためさ。 6. Cảnh Sanji lần đầu tiên sử dụng đôi tay để chiến đấu. Trong cuộc chiến với CP9 để cứu Robin, Sanji cùng mọi người lên con tàu Umiresa. Tại đây, anh đụng độ với một người sử dụng bột mì để làm vũ khí, đó là Ramen Kenpo. Ramen Kenpo!
なんだこりゃ。食べられる夢のセンター服。Hắn sử dụng bột mì để tạo ra một bộ giáp bất khả chiến bại, khiến cho Sanji rất khó để đánh. Vì tự tin có bộ giáp không có điểm yếu và biết Sanji chỉ biết sử dụng đôi chân để chiến đấu, nên hắn cứ ung dung mà ra đòn. Nhưng hắn cũng không ngờ rằng Sanji lại có thể dùng dao với đôi tay của anh để có thể chiến đấu. Đây cũng là lần đầu tiên mình thấy Sanji sử dụng đôi tay để chiến đấu. Nào, hãy cùng xem cảnh ngầu này nào. Năm, cảnh Sanji cứu Usopp khỏi Zabura. Cuộc chiến bắt đầu nổ ra. Shibina đấu với nhóm mũ rơm. Mỗi người được chia ra đã đấu tay đôi với nhau. Tại trận chiến Usopper đấu với Zabura, Usopp đã bị lừa một cách ngoạn mục bởi con sói già và bị dính đòn liên tục. Khi mà Usopp liên tục bị đả thương bởi Zabura và ngay cả Zoro và Nami không thể giúp được gì, bởi vì mọi thứ xảy ra quá nhanh. Và một đòn quyết định kết liễu của con sói già dành cho Usopp, thì ngay lúc này thợ săn Sanji xuất hiện. Đây là cảnh ngầu của chúng ta mong đợi. Nào, cùng xem nào. Cảnh Sanji biến thành Super Saiyan cứu bọn trẻ khỏi tay binh lính của Sisa. Ở ạc Punkhauser này, khi các thành viên mũ rơm vừa trốn khỏi ngục của Sisa thì bị lạc vào một phòng chứa đầy những đứa nhóc, được Sisa thí nghiệm để trở thành một người khổng lồ. Bọn nhóc ở đây đã cầu xin sự giúp đỡ từ các thành viên của bang mũ rơm, đặc biệt là Nami. Và cô không thể quay lưng lại với bọn trẻ đang cầu xin cô, nên Nami đã quyết định giúp bọn trẻ thoát khỏi đây. Và lúc này binh lính bắt đầu tấn công, thì cảnh ngầu của Sanji chúng ta đang mong đợi là đây. Nào, cùng xem nào. Double jump. Complete. Strike. Koyatsu. Soutou na ude. 3. Sanji next level sử dụng Diablo Jumbo. Sau khi cứu được Usopp khỏi Zabura, Sanji tiếp tục đối đầu với con sói già này. Hai bên có vẻ ngang sức ngang tài, cho đến khi con sói già này lại giở trò cũ, tính lừa Sanji bằng câu chuyện Robin là đứa em gái thất lạc của hắn. Robin là người em gái thất lạc của hắn. Anh biết được mánh khóe lừa lọc của con sói già này, nên đã kịp tung một cú sút vào Zabura. Trận chiến tiếp tục căng thẳng khi Sanji bị dính một đòn rất nặng từ Zabura. Và lúc này anh quyết định phải sử dụng skill cuối của mình. Và đây là cảnh ngầu của chúng ta. Nào, cùng xem nào. Atma no ashi. Diablo jump. Kōnetsu o obita ashi wa kōgeki no sokudo de sara ni. Hika. Hai, cảnh Sanji đòi đổ mạng thay cho Luffy. Sau khi cả bang mệt mỏi và kiệt sức lực tàn sau trận đánh với bang hải tặc của Moria, thì bất thình lình thất vũ hải Kuma xuất hiện. Điều này đã khiến cho cả bang mũ rơm nâng lên một tầm nguy hiểm nữa. Khi mà cả bang không còn kháng cự được nữa, thì lúc này Zoro mới đòi đổ tính mạng cho Luffy. Cùng với lúc ấy thì Sanji cũng đòi đổ tính mạng của mình cho Zoro và Luffy. Ngay lúc này cảnh ngầu của anh đã được chứng tỏ. Mặc dù bị thương đứng không vững, nhưng vẫn cố gắng để đứng và chấp nhận cái chết như một người đàn ông. Ora deke no. Oi. Konna marimu kenshi yori ore no inoch sottoke. Ima wa mada kaigun wa ore o karuku miteru ga nochinochi kono ichimi de mottomo yakkai na sonzai ni naru no wa
この黒足の惨事だ。Một Sanji đối đầu với Enel. Đối với mình, đây là cảnh mà anh thực sự ngầu hơn bây giờ hết. Khi Luffy phải vướng víu với củ nợ vàng trên tay, khi mà Zoro và những chiến binh Wiper bị ngất bên dưới, thì lúc này chỉ còn Sanji và Usopp thực hiện kế hoạch phá hỏng chiếc thuyền Tipia. Kế hoạch thành công khi cứu được Nami, nhưng Sanji phải một lần nữa gần như xuống dưới âm phủ khi phải cứu Usopp khỏi tay Enel. Và đây là cảnh ngầu của chúng ta. Sau khi bị dính đòn, nhưng Sanji vẫn đứng hiên ngang và cảm ơn Chúa Trời đã mồi giùm thuốc. Kamiyo, 言い残したことが一つあった。いや、その前に。悪いな。タバコの火、欲しかったとこだ。Các cảnh trên đây cũng đều do mình cảm nhận và xếp hạng cho nó. Nếu còn những cảnh nào mà mình thiếu sót và hay, hãy comment bên dưới cho mọi người cùng biết. Và đừng quên bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất nữa nha. Bye bye, chúc các bạn một ngày tốt lành.